Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời giải 2.com. Hôm nay, cô và các em đã cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Skills Review 2, trang 72-73, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Bài 1. Read the text about advertising and the media. Advertising and the mass media. Having the power to deliver information to large audiences at the same time, the mass media have naturally become ideal tools for advertising. This huge industry has reached and dominated almost all types of the mass media. Advertisements are everywhere, from broadcast media, the radio, television, and films, internet media, email, websites, and blogs, print media, newspapers, magazines, books, and comics, outdoor media, billboards, signs, and placards, to digital media, which includes internet and mobile devices. Advertising is beneficial to the mass media too. Companies and businesses are willing to spend millions, even billions of dollars to influence customers' attitudes towards their ideas, services, and products. Their advanced advertising methods and techniques are successfully in persuading customers of all ages and genders and turning luxuries into necessities. Because of the easy access to all forms of the media, information can reach every corner of the world instantly and cost effectively. In addition, all media channels receive huge sums of money from advertisers, which allows them to make better and more interesting programs and services for a large number of people worldwide. Chúng ta cùng dịch bài nhé. Quảng cáo và truyền thông xã hội có sức mạnh cung cấp thông tin tới một lượng lớn khán giả cùng một thời điểm. Các phương tiện thông tin đại chúng tự nhiên trở thành một công cụ lý tưởng cho việc quảng cáo. Ngành công nghiệp khổng lồ này đã vươn tới và chiếm ưu thế hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng. Quảng cáo ở tất cả mọi nơi, từ các phương tiện truyền thông phát sóng như là đài truyền hình, đài phát thanh, truyền hình và phim ảnh, những phương tiện truyền thông trên internet như là email, website và blog, phương tiện truyền thông in như là báo chí, tạp chí, sách và truyện tranh, phương tiện truyền thông ngoài trời như là biển, bảng, biển báo và biển quảng cáo, tới phương tiện truyền thông kỹ thuật số bao gồm có internet và các thiết bị di động. Quảng cáo có lợi ích tới truyền thông xã hội, truyền thông đại chúng. Các công ty và các dịch vụ kinh doanh, các công ty kinh doanh thì sẵn sàng chi hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ đô la để tác động đến thái độ của khách hàng tới những cái ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ của họ. Và những cái phương pháp quảng cáo hiện đại, công nghệ hiện đại thành công trong việc thuyết phục khách hàng ở mọi độ tuổi, giới tính và biến những cái thứ xa xỉ, xa hoa thành phương tiện thiết yếu. Bởi vì dễ dàng truy cập được vào tất cả những cái dạng truyền thông, phương tiện truyền thông, thông tin có thể đạt được, có thể đến được với lại mọi góc ngách của thế giới ngay lập tức và rất là hiệu quả về mặt chi phí. Thêm vào đó thì những cái kênh truyền thông thì đạt được một lượng lớn tiền từ những nhà quảng cáo, cho phép họ có thể tạo ra được những cái chương trình tốt hơn, thú vị hơn và các dịch vụ tốt, thú vị hơn cho một lượng lớn người ở trên toàn cầu. Bây giờ các bạn hãy đọc lại bài và trả lời những câu hỏi sau.
One, why have the mass media naturally become ideal tools for advertising? Tại sao truyền thông đại chúng tự nhiên trở thành một công cụ lý tưởng cho việc quảng cáo? Ở đây, phần đầu, chúng ta thấy rằng having the power to deliver information to large audiences at the same time, the mass media have naturally become ideal tools for advertising. Do vậy, chúng ta có thể trả lời như sau. One, because they have the power. To deliver information. To large audiences. At the same time, sure. What are some kinds of advertisements? Một vài loại quảng cáo là gì? Ở đây, advertisements are everywhere from broadcast media, internet media, print media, outdoor media, digital media. Do vậy chúng ta viết câu trả lời như sau. There are broadcasts, media, internet media, print media, outdoor media. And digital media. Three. Why are companies and businesses willing to spend money on advertising? Tại sao các công ty và doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền cho quảng cáo? Ở đây, lý do chính là to influence customers' attitudes towards their ideas, services, and products. Because they want to influence customers' attitudes towards their ideas, services, and products. Four, how do advertisers persuade customers? Bằng cách nào các nhà quảng cáo thuyết phục khách hàng?
Ở đây. Their advanced advertising methods and techniques are successful in persuading customers of all ages and genders and turning luxuries into necessities. Chúng ta trả lời là they use all forms of media and advanced advertising methods and techniques. Câu thứ 5. What does this easy access to the media offer advertising? Việc tiếp cận dễ dàng với các phương tiện truyền thông mang lại cho quảng cáo những gì? Ở đây, câu trả lời là Information can reach every corner of the world instantly and cost effectively. Information can reach every corner of the world instantly and cost effectively. How beneficial is advertising to the mass media? Quảng cáo có lợi cho các phương tiện thông tin đại chúng như thế nào? Ở đây chúng ta thấy rằng In addition, all media channels receive huge sums of money from advertisers, which allows them to make better and more interesting programs and services for a large number of people worldwide. Do vậy, chúng ta trả lời như sau. Huge sums of money from advertisers allow media channels to make better and more interesting programs and services for a large number of people worldwide.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần reading, chuyển sang mục speaking. 3. Work with a partner. Choose one idea or use your own ideas and make a conversation about social networking in schools. Các bạn hãy làm việc cùng một người bạn, chọn một ý tưởng hoặc sử dụng ý tưởng của riêng bạn và tạo ra một cuộc hội thoại về mạng xã hội ở trường. Social networking in schools becoming increasingly important for teacher-student communication or for out-of-classroom discussions. Offering opportunities, strengthening existing relationships, establishing new ones. Exploring topics of interest, learning and exchanging knowledge. Building strong school communities through class blogs, discussion forums, videos, etc. Mạng xã hội ở trường đang ngày càng trở nên quan trọng cho việc giao tiếp giữa giáo viên và học sinh hoặc là những cuộc bàn luận ở ngoài lớp học, cung cấp cơ hội làm mạnh thêm các mối quan hệ sẵn có, thiết lập thêm những mối quan hệ mới, khám phá ra những chủ đề ưa thích, học và trao đổi kiến thức, xây dựng cộng đồng trường học vững mạnh thông qua những cái blog của lớp, những cái forum bàn luận, những cái video. Example. Student A, how useful is social networking in schools? What benefits can it bring to teachers and students? Student B, I think things like class blogs, discussion forums, and videos are very useful, sharing information such as class schedules or social plans helps to connect students with their classmates and teachers and even with parents or former students. Student A, yes, I agree. Social networking can provide the tools for efficient communication and collaboration, leading to strong school communities. Học sinh A, mạng xã hội hữu ích như thế nào ở trường và những lợi ích gì nó có thể mang đến đối với giáo viên và học sinh? Học sinh B, tôi nghĩ rằng những thứ như là blog của lớp, những cuộc bàn luận, những cuộc hội thảo, những cái nhóm bàn luận, video thì rất là hữu ích. Chia sẻ thông tin, ví dụ như là lịch học của lớp hoặc là những cái kế hoạch xã hội để giúp cho việc kết nối học sinh với những người cùng lớp, với giáo viên và thậm chí là với cả phụ huynh hoặc là những cái học sinh cũ. Student A, học sinh A. Ừ, tôi đồng ý. Mạng xã hội có thể cung cấp những cái công cụ rất là hữu ích cho việc giao tiếp và cộng tác, dẫn đến một cộng đồng trường học vững mạnh. Tương tự như vậy, các bạn hãy tạo ra cuộc hội thoại phù hợp. Có thể tham khảo câu trả lời của như sau. Bằng Hi Min, how are you today? Min, hi Bang, I'm feeling so good these days. I'm busy preparing for a report about using social networking in schools. Bang, well, social networking is very helpful in my school. Min, really? How does social networking benefit your school? Bang, it helps connect students and teachers together after class. The teacher creates a group on Facebook that every member in my class joins, and we are informed of any changes in the class schedules or any new announcements from the school. We can also share our happy and interesting moments during the lessons or extracurricular time. Our head teacher also creates a group that our parents can join. She informs parents of the parents' meeting or any school events for them. Min, that's great.
social networking helps to boost strong school communities through efficient communication and collaboration. Bằng, yes, I totally agree with you. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần listening. Maintaining cultural identity abroad. Four, listen to a talk about how to maintain cultural identity abroad. Decides whether the following statements are true, false, or not given. Các bạn sẽ lắng nghe một cuộc nói chuyện làm thế nào để duy trì bản sắc văn hóa dân tộc ở nước ngoài và quyết định xem những nhận định dưới đây là đúng, sai hay không có thông tin được đưa ra. Ở đây chúng ta có 5 nhận định và các bạn sẽ lắng nghe xem những nhận định này và đánh dấu vào đúng các ô true, false, not given, đúng, sai hay không có thông tin được đưa ra. Review 2, page 73, listening, activity 4, listen to a talk about how to maintain cultural identity abroad. Decide whether the following statements are true, false, or not given. Now I'd like to give you some advice on how to maintain your cultural identity in a new culture. Well, first of all, I recommend that you keep in touch with people you know back home. Staying connected with your family and friends helps you too feel part of your native culture. If you have children, you should let them talk regularly to their cousins, aunts, uncles, and grandparents too. Today, modern technology like the internet and instant messaging have made long-distance communication faster and more convenient than ever before. Secondly, it's a good idea that you try to cook traditional food frequently. The taste and smell of your favorite dishes from your home country can bring back good memories from your childhood or the past. You should also remember to make mealtime special and important occasions. If you're a parent, you can involve your children in cooking. They may find the cuisine of your country or origin fascinating. Shopping for traditional food, cooking and sharing recipes can also help to connect the different generations. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại và suy nghĩ từng câu nhé. Now, I'd like to give you some advice on how to maintain your cultural identity in a new culture. Bây giờ tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số lời khuyên về cách duy trì bản sắc dân tộc ở một nền văn hóa mới. Well, first of all, I recommend that you keep in touch with people you know back home. Staying connected with your family and friends helps you to feel a part of your native culture. If you have children, you should let them talk regularly to your cousins, aunts, uncles, and grandparents too. Today, modern technology like the internet and instant messaging has made long-distance community faster and more convenient than ever before. Vâng, trước tiên tôi đề xuất các bạn giữ liên lạc với những người mà các bạn biết ở nhà, ở quê nhà, giữ kết nối với gia đình và bạn bè, giúp cho bạn cảm thấy là một phần của văn hóa bản địa, bản xứ. Nếu như bạn có con trẻ, bạn nên để cho con mình nói chuyện thường xuyên với họ hàng, cô, bác và ông bà. Ngày nay thì công nghệ hiện đại, ví dụ như là internet và việc nhắn tin lập tức
đã giúp cho những cái việc giao tiếp từ khoảng cách xa nhanh hơn và thuận tiện hơn bao giờ hết. Secondly, it's a good idea that you try to cook traditional food frequently. The taste and smell of your favorite dishes from your home country can bring back good memories from your childhood or the past. You should also remember to make mealtimes special at important occasions. If you are a parent, you can involve your children in cooking. They may find the cuisine of your country of origin fascinating. Shopping for traditional food, cooking, and sharing recipes can also help to connect the different generations. Thứ hai, đó chính là một ý tưởng tốt khi bạn cố gắng thử nấu những cái món ăn truyền thống thường xuyên, hương vị và mùi hương của các món ăn yêu thích từ quê nhà bạn có thể mang lại những ký ức đẹp từ thời thơ ấu hoặc là quá khứ. Bạn cũng nên nhớ những cái bữa ăn đặc biệt và những dịp quan trọng. Nếu như bạn là cha mẹ, bạn có thể khuyến khích, tức là đưa con của mình vào với việc nấu ăn, gắn kết những đứa trẻ của bạn trong việc nấu ăn. Chúng có thể thấy rằng ẩm thực của quê nhà có nguồn gốc hấp dẫn, và mua sắm cho các món ăn truyền thống, nấu ăn, chia sẻ các công thức nấu ăn có thể giúp kết nối với các thế hệ khác nhau. Bây giờ chúng ta quay lại. One, keeping in touch with your family and friends can help you to feel part of your native culture. Các bạn thấy rằng keep in touch with people you know back home, staying connected with your family and friends help you to feel part of your native culture. Do vậy, việc kết nối với, giữ liên lạc với gia đình và bạn bè có thể giúp bạn là một phần, cảm thấy rằng một phần của văn hóa bản địa, là một nhận định đúng. True, it is not necessary that your children talk to their cousins, aunts and uncles. Không quan trọng việc con của bạn nói chuyện với họ hàng, dì, bác, cô bác. Tuy nhiên thì ở đây, if you have children, you should let them talk regularly to their cousins, aunts, uncles and grandparents too. Do vậy câu 2 đáp án sẽ là false, vì đi trái ngược với lại nhận định ở trong bài. 3. The taste and smell of your favorite dishes from your home country can bring back good memories from your childhood or the past. Tức là mùi vị của món ăn yêu thích của bạn ở quê nhà có thể mang lại những cái ký ức đẹp từ thời thơ ấu hoặc là đã, những gì đã qua, quá khứ. Các bạn thấy rằng ở đây, the taste and smell of your favorite dishes from your home country can bring back good memories from your childhood or the past. Do vậy, câu 3 các bạn là true. 4. You should involve your kids and friends in shopping for traditional food, cooking, and sharing recipes. Bạn nên đưa con cái và những người bạn vào với lại việc mua sắm cho những cái thức ăn truyền thống, nấu ăn và chia sẻ những cái công thức nấu ăn. Ở đây chỉ nói you can involve your children in cooking, tức là bạn có thể đưa trẻ con vào việc nấu ăn,
chứ không đề cập đến friends. Đồng thời, thì shopping for traditional food, cooking and sharing recipes can also help to connect the different generations. Tức là lợi ích của việc shopping cho những cái thức ăn truyền thống, nấu ăn và chia sẻ những cái công thức nấu ăn có thể giúp kết nối những cái thế hệ khác nhau. Cho nên những thông tin ở đây là false. Do nội dung trong bài nghe không khuyên các bạn đưa bạn bè vào những lúc đi mua sắm cho việc thức ăn truyền thống, nấu ăn và chia sẻ những cái công thức nấu ăn. Five, it is a good idea for you to celebrate your home country's holiday abroad too. Việc mà bạn tổ chức những cái kỳ nghỉ lễ từ quê hương của bạn, từ quốc gia quê hương của bạn ở nước ngoài là một ý tưởng tốt. Ở đây không đề cập đến việc là separate holidays của home country. Do vậy chúng ta sẽ điền là five, not given. Tiếp theo chuyển sang mục writing. Cultural identity in a globalized world. Five, write an essay of 180 to 250 words about maintaining cultural identity in the globalized world. Use the suggestions in the box or your own information and ideas. Các bạn hãy viết một bài văn từ 180 đến 250 từ về việc duy trì bản sắc văn hóa ở trong thế giới toàn cầu, sử dụng những cái gợi ý ở trong hộp hoặc là thông tin của riêng bạn hoặc là ý tưởng của riêng bạn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cấu trúc bài văn như sau. Đầu tiên sẽ là introduction, giới thiệu. Explanation of the issue, giải thích về vấn đề. World, global village, cultural differences, less evident. People watch same TV channels, films, listen to same music, eat same food, etc. Thesis statement, people should maintain their cultural identity. Thế giới, những ngôi làng quốc tế và sự khác biệt về văn hóa thì ít rõ rệt. Nhiều người xem cùng một kênh truyền hình, phim, nghe cùng một loại nhạc, ăn cùng một loại thức ăn, vân vân. Và câu luận đề là chúng ta, mọi người nên duy trì bản sắc văn hóa của họ. Body, first reason. Essence of cultural identity, sense of belonging, defines an ethnic group, community, connects people, reminds of history, strengthens solidarity, people unite against dangers, nurture love and respect for country, community and heritage. Second reason, disappearance of cultural diversity. Everyone speaks English, wears same clothes. Cultural identity at risk of dying out. Vital to preserve languages, festivals, traditional music, dance and food, etc. to make the world a fascinating place. Ở trong phần thân bài, chúng ta sẽ đưa ra hai lý do. Thứ nhất là việc cần thiết và quan trọng của bản sắc văn hóa. Đó chính là cảm giác thuộc về, định nghĩa của một nhóm dân tộc, cộng đồng, kết nối mọi người, gợi nhắc lại lịch sử, làm mạnh thêm sự đoàn kết, mọi người đồng lòng chống lại những nguy hiểm, nuôi dưỡng tình yêu và tôn trọng cho đất nước, cộng đồng và di sản.
Lý do thứ hai đó chính là sự biến mất của sự đa dạng văn hóa. Mọi người nói tiếng Anh, mặc cùng loại quần áo và định dạng văn hóa, những cái bản sắc văn hóa thì có nguy cơ bị chết dần chết mòn. Quan trọng là phải bảo tồn ngôn ngữ, các lễ hội, âm nhạc truyền thống, điệu nhảy và thức ăn, ẩm thực để khiến cho thế giới là một nơi thú vị. Conclusion, kết luận, summary of the reasons. Các bạn hãy tổng hợp lại những lý do. Ở đây chúng ta có gợi ý như sau. You can start your essay like this. There is no doubt that the world today has become one global village. Differences between cultures are getting less evident. People worldwide watch the same TV channels and films. Không nghi ngờ rằng thế giới ngày nay đang trở thành một làng quốc tế. Sự khác biệt giữa các văn hóa ít rõ ràng và mọi người trên thế giới đang xem những cái chương trình TV và phim truyện giống nhau. Các bạn hãy suy nghĩ để viết hoàn thiện bài văn. Có thể tham khảo câu trả lời mẫu của cô như sau. There is no doubt that the world today has become one global village. Differences between cultures are becoming less evident. People worldwide watch the same TV channels and films, listen to the same music, eat the same food, and follow the same fashion trends. That is why, in a globalized world, it is essential that people maintain their cultural identity. The development of a strong cultural identity is essential to people's sense of belonging. It helps to define an ethnic group or community that shares unique and distinctive features. Cultural identity is also important as it connects people, reminds them of their shared history, and strengthens the solidarity between them. The power of cultural identity can encourage and motivate people to unite against a common danger. A strong sense of cultural identity can also nurture their love and respect for their country, community, and heritage. However, in a globalized world, cultural diversity is gradually disappearing. In an environment where everyone speaks only English and wears almost the same clothes, an individual's cultural identity is at risk of dying out. Maintaining cultural identity is vital for preserving the different languages, festivals, types of traditional music, dance and food, beliefs and other activities that make the world a fascinating place to live. Globalization is inevitable. However, it is essential for people to maintain their cultural identity. Preserving cultural identity can guarantee the prosperity of a country or community and the world's cultural diversity. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Skins Review 2, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang lờigiảihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.